Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Thù dai, tiến sĩ chân vịt Bùi Văn Cường giáng thêm đòn đau vào nhóm Trương Châu Hữu Danh. Ở xã hội Việt Nam mà nói lên sự thật về lãnh đạo là một công việc rất nguy hiểm. Từ ngày 12 tháng 4 năm 2016, ông Bùi Văn Cường đã được Trung ương Đảng phân công giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Vào ngày 14 tháng 4 năm 2016, theo thủ tục, ông Cường được Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với số phiếu 100%. Tại đại hội lần thứ 12, Công đoàn Việt Nam vào tháng 9 năm 2018, ông Cường được đại hội bầu bằng phiếu kín tái cử Ban chấp hành với số phiếu lên tới 99,98% và được bầu vào Ban chấp hành tái cử Ủy viên Đoàn Chủ tịch chức danh Chủ tịch với số phiếu 100%. Được biết vào khoảng tháng 8 năm 2020, ông Bùi Văn Cường bị tố cáo là đã đạo văn cho luận văn tiến sĩ của mình. Người tố cáo ông Bùi Văn Cường đạo văn là võ sư tiến sĩ Phạm Đình Quý, cựu giảng viên trường đại học Tôn Đức Thắng. Bị chọc vào đúng tử huyệt thì vào ngày 25 tháng 9 năm 2020, ông Bùi Văn Cường lúc đó là bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk lại cho công an tỉnh này xuống tận thành phố Hồ Chí Minh bắt cóc ông Phạm Đình Quý về Đắk Lắk để xử lý. Việc làm này cho thấy ông Bùi Văn Cường trắng trợn chà đạp lên luật tố tụng hình sự Việt Nam. Ông Quý bị cáo buộc đã có hành vi phát tán tài liệu nhằm hạ thấp uy tín, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự người khác, phạm tội vu khống quy định tại điều 156 Bộ luật hình sự. Đây là hình ảnh ông Bùi Văn Cường với chức danh tiến sĩ chân vịt. Quyền lực của ông Bùi Văn Cường rất lớn, để bịt miệng những người lên tiếng thì không biết bằng cách nào. Sau đó, công an thành phố Cần Thơ đã bắt giữ nhà báo Trương Châu Hữu Danh vì đã dám lên tiếng ủng hộ tiến sĩ Phạm Đình Quý trong việc tố cáo ông Bùi Văn Cường. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh cũng đã bị công an Cần Thơ bắt giữ với cáo buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức công dân. Ngoài những hành động trái luật trên, ông Bùi Văn Cường còn chỉ đạo báo Đắk Lắk khẳng định ông Bùi Văn Cường không có đạo văn. Nói chung, ông Bùi Văn Cường đã lùi cái lý, dùng cái lý của kẻ mạnh để đè bẹp lên tất cả. Và rõ ràng như thế thì tại Việt Nam càng tiêu cực thì càng lên chức. Chiều ngày 19 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở làm việc của tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, khi đó là trưởng ban tổ chức Trung ương, đã trao quyết định điều động và chỉ định của Bộ Chính trị đối với ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, từ nay giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk. Vào ngày 13, 14, 15 tháng 10 năm 2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17, ông Bùi Văn Cường được đại hội bầu tái cử chức danh Bí thư tỉnh ủy với số phiếu tuyệt đối 100%. Vào ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Đây là hình ảnh vì dám tố cáo ông Bùi Văn Cường đạo văn, ông Phạm Đình Quý đã bị ông Cường bắt giữ. Chiều ngày 6 tháng 4 năm 2021, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 14, Quốc hội đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội đối với ông Bùi Văn Cường. Sau đó, sáng ngày 7 tháng 4 năm 2021, ông Bùi Văn Cường được Quốc hội bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Đấy, càng tiêu cực thì ông Cường càng lên chức. Điều đó chứng tỏ thế lực ở Trung ương đã hỗ trợ cho ông Cường rất mạnh. Lộng hành tới mức ông ta Đắk Lắk mà đem người xuống tận thành phố Hồ Chí Minh bắt người. Thế lực bao trùm khắp hết cả miền Nam, đến mức ở Đắk Lắk mà nhờ bàn tay công an Cần Thơ đã đi bắt người như vậy. Vậy nên khi phanh phui những tiêu cực của ông Bùi Văn Cường thì khó mà thoát, ông ta cho hốt hết, bắt bất kể ai. Không biết nhà báo Trương Châu Hữu Danh có lường hết được những sức mạnh bao trùm của Bùi Văn Cường hay không? Có lẽ là không nên mới bị bắt đến như vậy. Chỉ có một bí thư tỉnh nhỏ nhoi mà lộng hành khắp nơi thì có thể nói là thật khó tin. Liên đoàn Lao động Việt Nam là một cơ quan không mấy nổi trội. Lãnh đạo liên đoàn này mấy đời trước không thấy có quyền lực gì lớn, nhưng đến thời ông Bùi Văn Cường thì rất khác. Và dư luận đặt ra câu hỏi rằng ai tố cáo thì sẽ cho bắt. Ông Phạm Đình Quý và ông Hoàng Mạnh Tuấn,
hai người đều là giảng viên, tố cáo ông Bùi Văn Cường đạo văn, gian dối học thuật, đã bị công an tỉnh Đắk Lắk mời làm việc bằng cách tổ chức vây bắt, áp giải đến Buôn Ma Thuột. Tạp chí Môi trường và Xã hội, nơi đăng tố cáo của ông Phạm Đình Quý, đã bị đình bản 2 tháng, phạt 50 triệu đồng vì thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài viết Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk bị tố cáo đạo luận án, gian dối học thuật, số đặc biệt số 16/2020. Không biết ông Bùi Văn Cường tác động thế nào mà Cục Báo chí thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt Tạp chí Môi trường và Xã hội rồi. Và như thế thì ông Trương Châu Hữu Danh là một Facebook phát ra. Luận văn của ông Cường về đề tài nghiên cứu tác động của tổ hợp chân vịt bánh lái đến điều khiển đi của tàu thủy trên tuyến luồng Hải Phòng đã được rút ra khỏi trang web của Đại học Hàng hải Hải Phòng, nơi ông Cường nghiên cứu và đạt được học vị tiến sĩ về an toàn hàng hải. Ông Danh đã cho biết như sau: tôi đã lập văn bằng gốc với luận văn gốc của ông Cường. Nếu luận văn bị thủ tiêu hoặc bị sửa không giống với luận văn gốc, tôi sẽ tố cáo. Tương tự, bài mà ông Lương Công Nhớ, Bí thư Đảng ủy Đại học Hàng hải, viết để bênh vực cho ông Cường cũng đã được rút khỏi trang web của Viện Đào tạo sau đại học của trường này. Thế là Trương Châu Hữu Danh đã bị bắt. Đến nay, ông Cường được ghi nhận là người thường xuyên lên tiếng ca tụng ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Đảng Cộng sản Việt Nam khi đó. Đây là hình ảnh do dám tố cáo ông Bùi Văn Cường đạo văn, ông Trương Châu Hữu Danh cũng bị bắt. Tờ báo Vietnamnet hồi trung tuần tháng 9 dẫn lời phát ngôn của ông Cường như sau: có thể nói, trong nhiệm kỳ này, Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương đã có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ và những động thái ấy đã có tác động rất tích cực trong toàn hệ thống. Với những đổi mới này, chúng ta sẽ có được lực lượng cán bộ đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ mới. Ông Cường cũng nói thêm là đã làm theo chỉ đạo của ông Phú Trọng bằng cách cương quyết không bố trí vào cấp ủy những người có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất để người thân, vợ con lợi dụng chức vụ trục lợi. Vừa lên chức là Bùi Văn Cường tiếp tục cho truy quét vây cánh của Trương Châu Hữu Danh. Vào chiều ngày 20 tháng 4 năm 2021, báo Tuổi Trẻ có đăng bài vụ Trương Châu Hữu Danh bắt thêm Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thành Nhã, Nguyễn Phước Trung vào. Bài báo này cho biết chiều ngày 20 tháng 4, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã mở rộng vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Vụ án xảy ra tại thành phố Cần Thơ và một số tỉnh, thành do Trương Châu Hữu Danh và một số người thực hiện. Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 3 bị can gồm Nguyễn Thành Nhã, sinh năm 1980, cư trú tại chung cư Flora Anh Đào, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức; Đoàn Kiên Giang, sinh năm 1985, cư trú tại chung cư 241, đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh; và Nguyễn Phước Trung Bảo, sinh năm 1982, cư trú tại phường Chùa Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Đây là hình ảnh nhiều người trong nhóm Trương Châu Hữu Danh đã bị bắt. Những người này bị bắt để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, được quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự vào năm 2015, sửa đổi vào năm 2017. Các quyết định khởi tố, bắt giam trên đều được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ phê chuẩn. Quá trình khám xét nơi ở của bị can, cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ cũng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, sau đại hội lần thứ 13 và mới đây, ông Bùi Văn Cường được bầu giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng thêm một nhiệm kỳ nữa. Vào ngày 19 tháng 4, tại nhà Quốc hội, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương đã trao quyết định chỉ định của Ban Bí thư Đảng ủy cơ quan văn phòng Quốc hội cho Tổng Thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường lên chức quyền lớn. Ông Cường đã xử lý sát ván với nhóm của Trương Châu Hữu Danh. Và tới đây, những cây bút tự do tại Việt Nam sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn khi Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng độc đoán và độc tài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021 với bản tin Thù dai, tiến sĩ chân vịt Bùi Văn Cường giáng thêm một đòn đau vào nhóm Trương Châu Hữu Danh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.